Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, kể từ khi luật đất đai năm 2003 bắt đầu có hiệu lực thì đã có gần 1 triệu lượt đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, chiếm 70% tổng số các vụ khiếu kiện trên cả nước. Trong số này thì số lượng các vụ khiếu nại tố cáo đúng hoặc có đúng có sai chiếm đến gần một nửa. Điều đó cũng có nghĩa là gần 10 năm qua trong lĩnh vực đất đai đã có xấp xỉ gần 500.000 sai phạm của các cấp chính quyền. Thực tế này cho thấy luật đất đai năm 2003 đang tồn tại nhiều bất cập, vì thế dự thảo luật đất đai sửa đổi vừa được Chính phủ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và cũng đang nhận được những ý kiến nhiều chiều. Hàng chục hộ dân đã dựng lều ngay trên công trường của dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai để cản trở thi công. Họ là những người dân của xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, bị thu hồi đất canh tác với giá đền bù là 43 triệu đồng một sào 360 m². Sự bất bình của người dân là bởi vì họ cảm thấy bị đối xử không công bằng so với các xã ở xung quanh. Bên kia là 260 triệu, bên này là 43 triệu, trên này là 74 triệu. Đấy, lý do thế thôi, có đúng không? Bình Xuyên, Tiền Châu, rồi thì là một số nữa 74. Thế mà dân chúng tôi ở đây được có 43 triệu thì đấy, các anh thử xem như nào, có công bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định như vậy là không có gì bất thường. Người dân ở xã Nam Viêm được đền bù vào năm 2008 theo nghị định 84, còn người dân ở các xã xung quanh được đền bù sau đó một năm và giá đền bù đất được tính theo nghị định 69. Hơn nữa, giá đền bù cho người dân ở xã Nam Viêm chỉ bằng khoảng 1/5 xã Tân Dân, là vì Tân Dân thì thuộc địa bàn Hà Nội, còn Nam Viêm thuộc Vĩnh Phúc. Và pháp luật cho mỗi địa phương tự định mức giá đền bù. Tại điểm đó là đúng và đầy đủ, quyền lợi của người dân đã được đảm bảo tại cái thời điểm mà chúng tôi tổ chức chi trả đền bù. Luật đất đai, nghị định, các nghị định ban hành để hướng dẫn thi hành luật là cho phép các địa phương căn cứ vào cái tình hình thực tế của mình để đưa ra một cái mức giá đền bù thống bằng đối với từng loại đất, từng diện tích đất phù hợp với cái khả năng của địa phương và chính sách của địa phương đối với đất đai trong cái việc đền bù thống bằng. Chính vì vậy cho nên là cái việc giá đền bù ở các địa phương không giống nhau thì nó không phải là một vấn đề mâu thuẫn, mà đấy là vấn đề là pháp luật cho phép. Luật sư Trần Hữu Huỳnh cho rằng 70% lượng khiếu kiện trên cả nước tập trung vào lĩnh vực đất đai là do đất bị đền bù quá thấp so với giá thị trường và người dân cảm thấy bị thiệt thòi. Vì vậy, giá đền bù đất cần được hoạch định bởi những tổ chức thị trường độc lập để tiệm cận tối đa với giá thị trường. Và nếu nhà nước vừa thu hồi đất, vừa định giá đền bù, thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng lạm quyền. Nếu giả sử có những cái thiết chế khác để bổ trợ cho, để làm đưa đến một cái giải pháp nó công bằng ấy, thì lúc bấy giờ là nó có thể là hạn chế bớt được cái khiếu nại và khiếu kiện. Nhưng còn nếu không có những cái công cụ, không có những thiết chế khác để đưa đến một cái giải pháp, đưa đến một dạng như là một trọng tài, thì lúc bấy giờ vấn đề nó sẽ hết sức là phức tạp. Cơ chế thỏa thuận và khung giá đền bù cũng chính là những vấn đề nóng nhất tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp đối với luật đất đai sửa đổi. Khái niệm sát với giá thị trường trong đền bù thu hồi đất luật đất đai 2003 chuyển thành phù hợp với giá thị trường trong dự thảo luật đất đai sửa đổi được các chuyên gia cho rằng vẫn chưa minh bạch, không đảm bảo tính thống nhất và khó áp dụng trong thực tế. Ví dụ như đất nông nghiệp thì rõ ràng là không có giá thị trường, đúng không? Cho nên là nếu mà áp dụng cái này ấy, để mà định cái giá nông nghiệp thì là bất cập, mãi mãi là không khả thi. Một quan điểm nhận được nhiều đồng thuận đó là việc thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người dân sẽ chỉ được công nhận khi ý kiến đồng thuận của người dân đạt từ 80% trở lên. Nhưng ngay cả khi những người dân còn lại không chấp nhận giá đền bù thì cũng không áp dụng những biện pháp cưỡng chế trực tiếp mà cần đưa ra pháp luật. Cưỡng chế phải hiểu theo nghĩa này, phải hiểu theo nghĩa tố tụng dân sự. Tức là đã có một cái thỏa thuận rồi, tức là hợp đồng giữa hai bên trở thành luật. Và nếu không thực hiện thì cưỡng chế theo nghĩa đấy. Chứ cưỡng chế không phải em đem đại quân đến, cưỡng chế không phải đem chính quyền địa phương đến, mà cưỡng chế là tòa án cưỡng chế. Thậm chí không hài lòng với dự thảo luật đất đai sửa đổi, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã có đề xuất khá bất ngờ tại hội nghị. Do tầm quan trọng của luật, tôi đề nghị Quốc hội lập ra và trực tiếp chỉ đạo một ban soạn thảo khác gồm các chuyên gia giỏi cả nước trong lĩnh vực đất đai chung làm việc trong 6 tháng để soạn thảo một dự thảo mới kịp thời đưa ra cho mọi người có ý kiến rộng rãi. Yêu cầu của Hội nghị Trung ương năm khóa 11 nêu rõ phải sửa đổi luật đất đai năm 2003 một cách toàn diện. Tuy nhiên, tại hội nghị các chuyên gia kết luận
Với việc thay đổi câu chữ như là sát với giá thị trường thành phù hợp với giá thị trường, bản dự thảo tỏ ra không có đột phá so với luật đất đai năm 2003.